cuốn sách bí mật hồi sinh. Phần 1: Đại tràng và sức khỏe của bạn. Cơ thể bạn cần được quan tâm. Cơ thể của bạn là ngôi nhà nơi bạn sống và xây dựng nên, vì vậy sau một thời gian sử dụng, nhà bạn cần được bảo trì hoặc nâng cấp, máy có thể dột. Hệ thống ống nước có thể trục trặc và bị tắc nghẽn, mối mọt có thể xâm sàn nhà và tường, những rắc rối khác có thể phát sinh, đây cũng chính là các vấn đề tương tự với cơ thể của bạn. Mọi chức năng và hoạt động của cơ thể bạn về thể xác, tâm trí và tinh thần phụ thuộc vào sự quan tâm của bạn dành cho nó. Số lượng và chất lượng thực phẩm bạn ăn có liên quan mật thiết tới sức khỏe của bạn thực phẩm ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa và bài tiết, giúp phục hồi và tái tạo các tế bào và các mô liên kết trong cơ thể. Bạn không thể có một sức khỏe toàn diện nếu những thức ăn đi vào cơ thể không tiêu hóa được, bị lên men, thối rửa và chất thải bị tích tụ lâu ngày. Đau ngực và bụng, xem hình minh họa đính kèm. Trên thực tế, tôi cho rằng không có gì quan trọng và cần thiết hơn việc phòng chống những tác hại không thể tránh khỏi của việc nhiễm độc máu và các chất độc hại. Hậu quả do sao nhãn tới hoạt động bài tiết của cơ thể, rất ít người trong chúng ta nhận ra. Nguyên nhân tử vong không quan tâm tới đại tràng khi còn là một chàng trai, tôi đã ý thức được tầm quan trọng của vấn đề đại tràng. Trong một lần tới chơi họ hàng ở Scotland, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng la thất thanh vang lên từ phòng khách. Chị họ tôi ôm bụng của người trên sàn vì một cơn đau co thắt. Ngay lập tức bác sĩ được gọi tới. Ông ta tuyên bố chị ấy phải cắt ruột thừa. Chế được gia đình lập tức đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng chết sau đó vài tiếng. Ông bác sĩ già nói không rõ nguyên nhân. Không ai trong trường đã dạy ông ấy rằng đó là kết quả hiển nhiên của việc sao nhãn đại tràng. Kể từ ngày đó, đại tràng đã là một trọng tâm nghiên cứu của tôi. Đại tràng của bạn và thực phẩm của bạn nếu một người ăn thực phẩm chế biến sẵn, chiên và nấu quá lâu, tinh bột biến tính, lượng đường và lượng muối vượt quá thì đại tràng của anh ta hiển nhiên không thể khỏe, kể cả nếu anh ta đi đại tiện 2 tới 3 lần trong ngày. Thay vì cung cấp dưỡng chất cho các dây thần kinh, cơ, tế bào và mô của thành ruột già, những thực phẩm này thực sự có thể gây nên tình trạng bỏ đói ở đại tràng. Một đại tràng bị bỏ đói có thể bài tiết nhiều phân, nhưng nó không thể thực hiện chức năng tiêu hóa và cung cấp dưỡng chất cho cơ thể cơ thể cần được cung cấp dưỡng chất để duy trì sự sống. Các tế bào và mô hình thành cơ thể là các cơ quan sống với khả năng phục hồi, linh hoạt và dẻo dai đáng kinh ngạc. Để bổ sung và tái tạo sinh lực cho các tế bào và mô này, dưỡng chất đó phải thực sự là các enzyme sống. Một số nhóm thực phẩm có chức năng rửa và dọn các tế bào và mô bị hỏng đưa chất thải xuống đại tràng, đẩy chờ bài tiết. Chất sơ, cực kỳ thiết yếu cho quá trình tiêu hóa toàn bộ thực phẩm và cần thiết cho cả ruột non và ruột già. Tuy nhiên, chất xơ này phải bao gồm các mảnh vụn ở thực phẩm dạng thô. Khi lượng chất xơ này di chuyển trong ruột chúng trở thành, nói tương đối bị nhiễm từ cao và trong tình trạng này rất có ích cho các chức năng của hệ thống ruột. Ngoài việc tiếp nhận chất thải của thực phẩm không được tiêu hóa như là nguồn chất xơ, đại tràng cũng lấy chất xơ trong thực phẩm để làm trội quét ruột khi các khoáng chất cấu thành thực phẩm chúng ta ăn, thấm đẫm dầu hay mỡ ăn, các cơ quan tiêu hóa không thể xử lý chúng hiệu quả và chúng được đẩy khỏi ruột non tới đại tràng như là các mảnh vụn. Ngoài ra thì cơ thể có rất nhiều chất thải tống qua đại tràng dưới hình thức các tế bào và mô bị loại bỏ. Khi thực phẩm bị khử từ được đưa vào hệ thống tiêu hóa với ít hoặc không ít lợi gì, kinh nghiệm đã chứng minh rằng cuối cùng các thực phẩm này để lại một lớp màng trên thành ruột già như lớp vữa trên tường theo thời gian lớp màng này có thể dần trở nên dày hơn đến khi chỉ có một lỗ nhỏ ở giữa ruột già điều này ngăn việc hấp thu và tiêu hóa phần thực phẩm mà ruột non chưa tiêu hóa hết kết quả tất yếu là một trạng thái thiếu ăn mà chúng ta không nhận thấy nhưng lại góp phần tạo nên tuổi già và tình trạng lão suy với tốc độ cao cho chúng ta Ốm đau và bệnh tật ở bất cứ độ tuổi nào đều là kết quả trực tiếp của việc đưa vào cơ thể thực phẩm không có sức sống và cùng lúc đó là việc khiến ruột bị nhồi nhét chất thải. Đại tràng, ống công thoát của cơ thể bạn. Đại tràng là môi trường sống tự nhiên cho vi khuẩn, mục đích và chức năng của các vi khuẩn này là nhằm trung hòa, đẩy lùi, ngăn ngừa tình trạng nhiễm độc lan rộng và phát tán ở ruột già. Tuy nhiên có hai loại vi khuẩn lợi khuẩn hình que có tác dụng làm sạch, còn lại là khuẩn gây bệnh. Trong một môi trường thích hợp, sạch sẽ và mạnh khỏe, lợi khuẩn sẽ kiểm soát khuẩn sự ủ bệnh. Khi phân và chất thải bị tích tụ lâu ngày trong đại tràng, chúng lên men và tối rửa, sinh sôi, tạo điều kiện cho hại khuẩn phát triển và gây bệnh. Những chất thải này cần phải được tống khỏi cơ thể. Và vì mục đích này, đại tràng của bạn được trang bị một hệ thống bài tiết hoàn hảo. Hoàn hảo nếu ruột già của bạn ở trong trạng thái hoạt động đúng và đủ chức năng bài tiết. Chế độ ăn tốt nhất có thể không khác hơn chế độ ăn tồi tệ nhất nếu hệ thống thải của đại tràng bị tắt bởi hành đống chất thải. Khi chúng ta ăn 2, 3 hoặc nhiều bữa hơn trong ngày thì không thể không có bã trong ruột già dưới hình thức mảnh vụn thực phẩm không tiêu được, cũng như chất thải của thực phẩm đã trải qua quá trình tiêu hóa. Hơn thế nữa, đại tràng không chỉ tích tụ bã thức ăn mà còn tích tụ các tế bào và mô bị thải loại tự nhiên các tế bào và mô thải loại này là protein chết nên nếu chúng tham gia vào quá trình lên men và thối rửa chúng sẽ tạo ra tình trạng nhiễm độc cao chắc chắn bạn đã từng ngửi mùi phát ra từ cơ thể động vật chết và xác của nó bắt đầu phân hủy các tế bào và mô trong cơ thể trải qua quá trình phân hủy tương tự khi chúng được cho phép ở trong đại tràng lâu hơn dự kiến Nói cách khác thì đại tràng là hệ thống ống thoát của cơ thể, quy luật bảo toàn và làm sạch của tự nhiên đòi hỏi và nhấn mạnh rằng hệ thống thoát này phải được vệ sinh thường xuyên, như quy luật tất yếu của tự nhiên, vô số căn bệnh phát sinh nếu chất thải được cho phép tích tụ. Không vệ sinh đại tràng giống như để toàn bộ người lao công thu rác ở thành phố định công kéo dài, vì tích tụ rác thải ở trên các con phố tạo ra khí bẩn, mùi thối phát tán trong không khí. Ruột thừa, mối quan hệ với đại tràng và cách chăm sóc sẽ được thảo luận ở một chương sau. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Mời bạn đăng ký kênh để nhận được thông báo các video mới nhất nhé. Mình chúc bạn thật nhiều sức khỏe và an vui.